Thanh Hóa, nhầm lẫn khi hồi phách, thí sinh có điểm thi bị trượt lại thành đỗ thủ khóa lớp 10. Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa mới đây đã thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện những sai lệch trong kết quả thi của thí sinh CTH, sinh năm 2009, tại Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm 2024-2025. Cụ thể, điểm thi công bố của thí sinh CTH là toán 8 điểm, ngữ văn 8,5 điểm, tiếng Anh 6,4 điểm. Tuy nhiên, qua kiểm tra bài thi, kết quả thực sự chỉ là toán 4,5 điểm, ngữ văn 6,5 điểm và tiếng Anh 2,4 điểm. Trước đó, em H được cho là thủ khoa khi trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025. Theo thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân của sự cố này được cho là nhầm lẫn trong quá trình hồi phách và lên điểm tại Hội đồng chấm thi Trung học phổ thông Ngọc Lặc. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua quá trình kiểm tra, xác minh vụ việc, phía gia đình và hội đồng thi khẳng định không có yếu tố tiêu cực trong việc nhầm điểm của thí sinh. Căn cứ vào điểm chuẩn của trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong năm học 2024-2025, em học sinh này không đủ điểm đậu vào lớp 10. Sau đó, ngày 25 tháng 9 năm 2024, Hội đồng thi Trung học phổ thông Lê Hồng Phong đã ra thông báo thí sinh CTH không đủ điểm trúng tuyển, buộc phải dừng học.